Thế sao mình không làm được rồi cùng mình hoàn thành số 4 nhỉ? Bông hoa cho cô vàng tím và lá màu xanh lá cây hương. Chiếc chuông cho cô vàng xanh hương. Và như các bạn có thể thấy là tranh là trong màn trong video và bức tranh tôi đang cầm trên tay giống nhau như thế này. Bên YouTube có thể thấy tôi các video mà tôi up lên đều có hình ảnh của tôi xuất hiện trên đó. Tôi xin khẳng định rằng tôi đã tuân thủ đầy đủ nguyên tắc của Google Adsense và những quy định nguyên tắc của Google Adsense. Trong quá trình quay, tôi đã sử dụng chiếc điện thoại iPhone của mình để quay video và chỉnh sửa vào phần mềm các cách.
mới xem cả mọi người đã theo dõi.